Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 27 Bồ Tát Quán Tự Tại Phó Thác Thứ Bảy Hồi Hướng Tùy Thuận Tất Cả Chúng Sinh. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của vị cư sĩ đó, nhập vào tạng Bồ Tát giải thoát đó, đắc được sức Bồ Tát, có thể tùy niệm đó, nhớ chư Phật đó xuất hiện thứ tự, niệm chư Phật đó liên tục thứ tự, thọ trì thứ tự danh hiệu chư Phật đó, quán diệu pháp của chư Phật đó nói. Biết chư Phật đó đầy đủ trang nghiêm, thấy chư Phật đó thành trắng, chánh, đẳng, giác. Thấu rõ nghiệp của chư Phật đó không thể nghĩ bàn. Từ từ đi du hành, đi đến núi đó, bèn đi khắp nơi tìm cầu vị đại Bồ Tát Quán Tự Tại. Lúc đó thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La đó, nhập vào tạng Bồ Tát giải thoát đó, đắc được sức Bồ Tát, có thể tùy niệm đó, nghĩ nhớ chư Phật đó xuất hiện thứ tự, vị Phật nào đầu tiên, vị Phật nào cuối cùng, lại niệm chư Phật đó liên tục thứ tự không dứt, thọ trì thứ tự danh hiệu chư Phật đó. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu khác nhau, quán sát diệu pháp của chư Phật đó nói. Lại biết chư Phật đó đầy đủ trang nghiêm, lại thấy chư Phật đó thành chánh đẳng giác, thấu rõ nghiệp thanh tịnh của chư Phật đó không thể nghĩ bàn. Do đó có câu, khéo nơi trần lao làm Phật sự. Sau đó từ từ đi du hành về hướng Nam, đi đến núi Bồ Đát Lạc Ca. Bèn đi khắp nơi tìm cầu vị Đại Bồ Tát Quán Tự Tại. Đây là hồi hướng tùy thuận tất cả chúng sinh thứ bảy, biểu thị dùng tâm bình đẳng căn lành, tùy thuận lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện tri thức tên là Quán Tự Tại. Đây là ba nghiệp quy hướng, tất sáu thông phó duyên, nhiếp lợi khó nghĩ bàn, tên Quán Tự Tại. Nhờ đó có thể khắp tùy thuận chúng sinh, quán tự tại hoặc là quán âm, tiếng Phạn là Bà Lô Chỉ Đế. Vị Đại Bồ Tát này quán cái gì mà được tự tại? Tức trong tâm kinh có nói rằng, Bồ Tát quán tự tại thực hành sâu vào bát nhã ba la mật đa thời, chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Ngài dùng trí huệ bát nhã thâm sâu, chiếu thấu tất cả thật tướng các pháp mà đắc được tự tại. Bồ Tát Quán Thế Âm tu pháp môn phản văn, văn tự tánh, chứng được nhĩ căn viên thông mà tầm thanh cứu khổ. Trong kinh Pháp Hoa có nói rằng, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh thọ các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm đó một lòng niệm danh hiệu của Ngài, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đó lập tức quán âm thanh đó đều được giải thoát. Bồ Đát Lạc Ca, dịch là cây hoa trắng nhỏ, trên núi nhiều cây hương thơm này tỏa ra, người được tất vui mừng. Thiện tài thấy trong hang núi cao phía tây, suối chảy lóng lánh, rừng cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại vòng bên phải, chung quanh nơi mặt đất. Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi kiết già trên đá báu kim cang, có vô lượng Bồ Tát đều ngồi trên đá báu cung kính vây quanh. Bồ Tát Quán Tự Tại, vì họ nói pháp đại từ bi khiến cho họ nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Thiện tài nhìn thấy trong hang núi cao hiện bi cứu khổ ở phía tây, suối chảy trong suốt lóng lánh với nhau, giống như lưu ly, rừng cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại, vòng bên phải chung quanh nơi mặt đất, vật vô tình cũng đến nghe pháp. Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi kiết già trên đá báu kim cang, có vô lượng Bồ Tát đều ngồi trên đá báu cung kính vây quanh. Bồ Tát Quán Tự Tại vì họ nói pháp môn đại từ bi khiến cho họ nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Do đó có câu từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, tức là ban cho chúng sinh tất cả sự an vui, nhổ trừ hết thảy khổ não của chúng sinh. Chúng ta người tu đạo nhất định phải luôn luôn có tâm từ bi, học tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với bất cứ người nào cũng đều phải có tâm từ bi, không thể dùng tâm lượng nhỏ bé hẹp hòi. Vì chúng ta đang tu đạo, nếu tu đạo mà tâm lượng không lớn thì vĩnh viễn tu không thành đạo, cho nên phải phóng tâm lượng cho rộng lớn. Thiện tài thấy rồi hoan hỷ vui mừng, chắp tay nhìn kỹ, mắt chẳng tạm nháy, bèn nghĩ như vậy. Bậc thiện tri thức là Như Lai, bậc thiện tri thức là mây tất cả pháp, bậc thiện tri thức là các tạng công đức, bậc thiện tri thức khó gặp được, bậc thiện tri thức là nhân đắc được mười lực báu, bậc thiện tri thức là đuốc trí huệ vô tận, bậc thiện tri thức là rễ mầm phước đức, bậc thiện tri thức là pháp môn nhất thiết trí, bậc thiện tri thức là đạo sư biển trí huệ, bậc thiện tri thức là đồ trợ đạo đến nhất thiết trí. Nghĩ như vậy rồi, bèn đi đến chỗ Đại Bồ Tát.
Thiện tài đồng tử thấy cảnh tượng trang nghiêm đó rồi, tâm rất hoan hỷ vui mừng, chắp tay nhìn kỹ Đại Bồ Tát, mắt chẳng tạm nháy, sau đó bèn nghĩ như vậy: bậc thiện tri thức là Như Lai, bậc thiện tri thức là mây báu lớn tất cả pháp, bậc thiện tri thức là tất cả tặng báu công đức, bậc thiện tri thức trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, bậc thiện tri thức là nhân đắc được mười lực báu, bậc thiện tri thức là đuốc trí huệ vô tận, bậc thiện tri thức là rễ mầm sinh trưởng phước đức, bậc thiện tri thức là pháp môn nhất thiết trí, bậc thiện tri thức là đạo sư biển trí huệ, bậc thiện tri thức là đồ trợ đạo đến nhất thiết trí. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn lập tức đi đến chỗ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại. Bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy thiện tài, bảo rằng: lành thay, thiện nam tử, ngươi đã phát tâm đại thừa, khắp nhiếp thọ chúng sinh, khởi tâm chánh trực, chuyên cầu Phật Pháp, đại bi sâu nặng, cứu hộ tất cả, diệu hạnh phổ hiền, hiện tiền liên tục, tâm đại nguyện thâm sâu, viên mãn thanh tịnh, chuyên cầu Phật Pháp, đều lãnh thọ được, tích tụ căn lành, luôn không nhảm đủ, thuận thiện tri thức, không trái lời dạy, từ văn thủ dư lợi, sinh ra biển công đức trí huệ, tâm ý thành thục, đắc được thế lực của Phật, đã đắc được tam muội quang minh rộng lớn, chuyên tâm cầu diệu pháp thâm sâu, thường thấy chư Phật sinh đại hoan hỷ, trí huệ thanh tịnh như hư không, tự mình thấu rõ, lại vì chúng sinh khác nói an trụ Như Lai trí huệ quang minh. Lúc đó Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy thiện tài, bèn bảo rằng: lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm đại thừa và trí nguyện muốn nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, người sinh khởi tâm chánh trực, do đó có câu tâm thẳng là đạo tràng, chuyên cầu Phật Pháp, tâm đại bi của người sâu nặng, có thể cứu hộ tất cả chúng sinh, người tu diệu hạnh phổ hiện, hiện tiền liên tục ở trước mặt ngươi, tâm đại nguyện và bồ đề thâm sâu của ngươi đều viên mãn thanh tịnh, người siêng cầu Phật Pháp hoàn toàn đều lãnh thọ được, người tích tụ căn lành luôn luôn không sinh tâm nhảm đủ, người thuận theo thiện tri thức không trái lời dạy của thiện tri thức, người từ Bồ Tát văn thủ dư lợi sinh ra biển công đức trí huệ, người tâm ý thành thục đắc được thế lực của Phật, người đã đắc được tam muội quang minh rộng lớn, chuyên tâm cầu diệu pháp thâm sâu, người thường thấy được chư Phật mà sinh tâm đại hoan hỷ, trí huệ thanh tịnh của ngươi như hư không, tự mình đã minh bạch thấu rõ, lại vì chúng sinh khác nói an trụ trí huệ quang minh của Phật, đây là hạnh Bồ Tát tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Quán Tự Tại, đi nhũ quanh vô lượng vòng, đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Quán Tự Tại, rồi đi nhũ quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe cư sĩ Tỳ Sắc Chi La giới thiệu Ngài cho con, nói Đức Thánh, Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói. Bồ Tát bảo rằng: lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại bi hạnh. Thiện nam tử, ta dùng môn Bồ Tát đại bi hạnh này bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sinh liên tục không ngừng. Bồ Tát Quán Tự Tại bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại bi hạnh. Thiện nam tử, ta dùng môn Bồ Tát đại bi hạnh này bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sinh liên tục không ngừng. Bình đẳng giáo hóa tức là đại bi, dùng đồng thể đại bi, cho nên nói là bình đẳng. Liên tục không ngừng tức là hạnh môn, môn tức là phổ môn, biểu thị phổ môn thị hiện. Thiền Thai Trí Giả Đại Sư nói có 10 phổ khắp: 1. Tứ bi phổ, 2. Hoằng thệ phổ, 3. Tu hành phổ, 4. Ly hoặc phổ, 5. Nhập pháp môn phổ, 6. Thần thông phổ, 7. Phương tiện phổ, 8. Thuyết pháp phổ, 9. Thành tựu chúng sinh phổ, 10. Cúng dường chư Phật phổ.
Thiện nam tử, ta trụ môn hạnh đại bi này thường ở chỗ tất cả các Như Lai hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh, hoặc dùng bố thí nhiếp lấy chúng sinh, hoặc dùng ái ngữ, hoặc dùng lợi hành, hoặc dùng đồng sự nhiếp lấy chúng sinh, hoặc hiện sắc thân nhiếp lấy chúng sinh, hoặc hiện đủ thứ lưới quang minh sắc tịnh không thể nghĩ bàn nhiếp lấy chúng sinh, hoặc dùng âm thanh, hoặc dùng oai nghi, hoặc vì họ thuyết pháp, hoặc hiện thần thông khiến cho tâm họ ngộ được thành thục, hoặc vì họ hóa hiện thân đồng loại cùng ở với họ mà khiến cho họ thành thục. Bồ Tát Quán Tự Tại nói: Thiện nam tử, ta trụ môn hạnh đại bi này thường ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật thị hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói về sự diệu dụng nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Tự Tại rằng: một là kết hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật với Phật Như Lai đồng một sức từ; hai là dưới hợp với tất cả sáu nẻo chúng sinh mười phương với các chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Làm thế nào để vận dụng? Bồ Tát Quán Âm lại nói tiếp: hoặc ta bố thí vàng bạc châu báu để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc ta dùng lời ái ngữ để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc ta dùng lợi hành để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc ta dùng đồng sự để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc ta thị hiện sắc thân viên mãn để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc ta thị hiện đủ thứ lưới quang minh sắc tịnh không thể nghĩ bàn để nhiếp lấy chúng sinh, hoặc dùng âm thanh, hoặc dùng oai nghi để nhiếp lấy chúng sinh. Cho nên người xuất gia chúng ta lúc nào cũng đều phải có oai nghi, đáp y phải ngay ngắn chỉnh tề, đừng hiện ra vẻ lười biếng uể oải. Đáp y thì bảy vai phải chứ chẳng phải là bảy vai trái. Cho nên chúng ta người xuất gia tu đạo mà oai nghi không tốt thì làm cho người tại gia cũng không sinh tín tâm. Khi chúng ta niệm Phật thì hai tay để ở trước bụng chứ chẳng phải để thòng xuống đầu gối, đó là kiểu giải đãi. Hai tay cũng không thể để hai tay vào túi áo, đó đều là chẳng có oai nghi. Oai nghi giáo tướng, lễ nghi 300, oai nghi 3000. Nên nhất cử nhất động, lời nói việc làm đều phải có oai nghi. Nếu bạn chẳng có oai nghi thì chẳng có oai đức, mà chẳng có oai đức thì người ta không phục bạn. Nếu những chi tiết nhỏ mà làm không tốt thì những chỗ lớn càng không thể viên mãn được. Cho nên mỗi vị xuất gia phải hiểu rằng oai nghi giáo tướng, bạn thấy Bồ Tát đều phải dùng đủ thứ oai nghi để giáo hóa chúng sinh, hà huống là chúng ta một chút oai nghi của người bình thường đều chẳng có thì làm sao làm người xuất gia. Do đó các vị phải chú ý, đừng đắp y bên dài, bên ngắn, bên cao, bên thấp không ngay ngắn. Bồ Tát Quán Thế Âm lại nói: hoặc ta vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc ta thị hiện thần thông biến hóa khiến cho tâm họ khai ngộ mà được thành thục, thành thục rồi thì sẽ được giải thoát, hoặc ta vì họ hóa hiện thân hình đồng loại cùng ở chung với họ, sau đó giáo hóa họ từng chút khiến cho họ thành thục. Trong kinh Pháp Hoa có tường thuật rõ ràng, Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện đủ thứ hình tướng để giáo hóa chúng sinh rằng: Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu có chúng sinh đáng dùng thân Phật độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp, cho đến thể hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, thân Phạm Vương, Tự Tại Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên Vương, Đồng Nam Đồng Nữ, Thiên Long Bát Bộ, Cư Sĩ Phụ Nữ, vân vân. Tổng cộng có 32 thứ tướng ứng thân, nhưng Đại Bồ Tát Quán Âm đều có thể thị hiện hóa thân vạn loại, nhiều vô cùng vô tận. Thiện nam tử, ta tu hành môn hạnh đại bi này, nguyện thường cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh lìa sợ đường hiểm, lìa sợ nhiệt não, lìa sợ mê hoặc, lìa sợ trói buộc, lìa sợ giết hại, lìa sợ bần cùng, lìa sợ chẳng sống, lìa sợ tên ác, lìa sợ sự chết, lìa sợ đại chúng, lìa sợ cõi ác, lìa sợ đen tối, lìa sợ rời đổi, lìa sợ thương mà xa lìa, lìa sợ ghét mà gặp nhau, lìa sợ thân bức bách, lìa sợ tâm bức bách, lìa sợ bi ai. Lại nguyện như vậy, nguyện các chúng sinh nếu nhớ tới ta, nếu gọi tên ta, nếu thấy thân ta thì đều được lìa khỏi tất cả sự sợ hãi. Thiện nam tử, ta dùng phương tiện này khiến cho các chúng sinh lìa sợ hãi rồi, ta lại dạy họ khiến cho họ phát tâm an hậu đa la tam miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không thối truyền. Thiện nam tử, ta tu hành môn hạnh đại bi này, nguyện thường cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh xa lìa sợ đường hiểm, xa lìa sợ nhiệt não, lìa sợ mê hoặc cuồng loạn, xa lìa sợ bị trói buộc. Do đó, nếu lại có người hoặc có tội hoặc không có tội
vì không cùng xiềng xích trói buộc thân họ, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đều đứt gãy, liền được giải thoát. Tôi lại nguyện tất cả chúng sinh xa lìa sự sợ giết hại, xa lìa sợ bần cùng, do đó cứu bảy nạn, quy ba độc, ứng hai cầu, 14 không sợ hãi, 19 thuyết pháp, 32 ứng thân. Nếu chúng sinh hay dùng lời xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được trừ diệt bảy nạn: một, lửa không cháy; hai, nước không ngập chết; ba, gió ác không thổi được; bốn, đau chặt không đứt; năm, ác quỷ không nhìn; sáu, không cùng lìa thân; bảy, oán tặc giải thoát. Trong kinh Pháp Hoa có nói rằng, nếu có người chỉ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhảy vào trong lửa lớn, lửa không thể thiêu đặng vì do sức oai thần của Bồ Tát. Nếu có nước lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được vào chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh vì tìm cầu vàng bạc lưu ly, sa cử mã não, san hô hổ phách, trân châu vân vân vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi thuyền của họ trôi vào nước quỷ la sát, trong đó nếu có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì các người đó đều được giải thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà được tên là Quán Thế Âm. Nếu có chúng sinh dùng thân lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ viên mãn hai nguyện, tức là nếu muốn cầu con trai thì sẽ sinh được con trai có phước đức trí huệ, nếu muốn cầu con gái thì sẽ sinh được con gái có tướng mạo xinh đẹp. Nếu có chúng sinh dùng ý xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ thành tịnh bà độc, tức là trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu có chúng sinh nhiều dâm dục thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ địa dục, nếu nhiều sân hận, nhiều ngu si cũng như thế, đó là ba nghiệp quy hướng. Bồ Tát Quán Tự Tại lại tiếp tục nói, ta nguyện tất cả chúng sinh xa lìa sự sợ hãi tròn sống, xa lìa sợ tên ác, xa lìa sự sợ chết, xa lìa sợ oai đức đại chúng, xa lìa sợ ba đường ác, xa lìa sợ địa ngục đen tối, xa lìa sợ rời đổi cõi ác, xa lìa sợ thương mà xa lìa, xa lìa sợ ghét mà gặp nhau, xa lìa sợ bệnh tật hành hạ thân, xa lìa sợ tâm căng thẳng mà đến được nơi an ổn, xa lìa sợ khổ não bi ai. Ta lại nguyện như vậy, nguyện tất cả chúng sinh nếu nhớ tới ta, nếu gọi tên ta, nếu thấy được thân ta thì đều được lìa khỏi tất cả sự sợ hãi. Thiện nam tử, ta dùng phương tiện này khiến cho các chúng sinh lìa sợ hãi rồi, sau đó ta lại dạy họ, khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vĩnh viễn đắc được quả vị không thối chuyển. Thiện nam tử, ta chỉ được môn hạnh đại bi này nhờ các đại Bồ Tát đã định tất cả nguyện phổ hiền, đã trụ tất cả hạnh phổ hiền, thường hành tất cả các pháp lành, thường nhập vào tất cả các tam muội, thường trụ tất cả vô biên kiếp, thường biết tất cả pháp ba đời, thường đến tất cả vô biên cõi, thường ngừng tất cả chúng sinh ác, thường tăng trưởng tất cả chúng sinh thiện, thường dứt bạt dòng sinh tử của chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát hạnh đại bi của Bồ Tát này như các đại Bồ Tát đã thanh tịnh tất cả đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đã trụ tất cả hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thường thường tu hành tất cả các pháp lành, thường thường nhập vào tất cả các tam muội, thường thường an trụ tất cả vô biên kiếp, thường thường biết tất cả pháp ba đời, thường thường đi đến tất cả vô biên cõi, thường thường ngừng tất cả chúng sinh ác, thường thường tăng trưởng tất cả chúng sinh thiện, thường thường dứt bạt dòng sinh tử của chúng sinh, mà ta Quán Tự Tại làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Bấy giờ ở phương đông có một vị Bồ Tát hiệu là Chánh Thú, từ không trung đi đến, đến đỉnh núi Luân Vi thế giới Ta Bà, dùng chân ấn xuống đất thì thế giới Ta Bà sáu thứ chấn động, tất cả đều dùng các báu trang nghiêm. Bồ Tát Chánh Thú phóng ra quang minh tử thân, chiếu thấu triệt tất cả mặt trời, mặt trăng, đèn điện, thiên long bát bộ, thích phạm hộ thế, hết thảy quang minh đều như đống mực đen. Quang minh đó chiếu đến khắp tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, chỗ Diêm La Vương, khiến cho khổ các đường ác đều tiêu diệt, phiền não chẳng khởi, sầu lo đều lìa. Lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, khắp mưa xuống tất cả hương hoa anh lạc, y phục tràng lọng, hết thảy các đồ trang nghiêm như vậy đều dâng lên cúng dường Đức Phật. Lại tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà hiện thân khắp trong tất cả các cung điện, khiến cho họ thấy được đều hoan hỉ. Sau đó đi đến chỗ Bồ Tát Quán Tự Tại.
Bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại bảo Thiện Tài rằng: Thiện Nam Tử, người có thấy Bồ Tát Chánh Thú đến hội này chăng? Thiện Tài bạch rằng: Dạ, con đã thấy. Bồ Tát Quán Tự Tại nói rằng: Thiện Nam Tử, người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Lúc đó ở phương Đông có một vị Bồ Tát hiệu là Chánh Thú từ hư không đến. Đến đỉnh núi Luân Vi thế giới Ta Bà, dùng chân của Ngài ấn xuống mặt đất thế giới Ta Bà. Thì thế giới Ta Bà này bèn phát sinh sáu thứ chấn động: động dũng khởi, chấn hống kích. Khi mặt đất động thì ta như đứa trẻ trong cái nôi, chẳng biết cái nôi động, cảm giác rất thoải mái. Nên mặt đất động là biểu thị điểm lành, mà đây là sáu thứ chấn động, chỉ có người có thiên nhãn thông mới thấy biết được, còn phàm phu thì chẳng biết được. Tất cả đều dùng đủ thứ báu để trang nghiêm. Bồ Tát Chánh Thú phóng ra quang minh từ trên thân Ngài, chiếu thấu triệt tất cả. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn điện, thiên long bát bộ, trời đế thích, phạm thiên, trời hộ thế, hết thảy quang minh của họ đều như đống mực đen, không thể nào sánh với quang minh của Bồ Tát. Quang minh của Bồ Tát Chánh Thú đó chiếu đến khắp tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, chỗ Diêm La Vương, khiến cho đủ thứ thống khổ trong các đường ác đều tiêu diệt hết, phiền não chẳng sinh khởi, sầu lo đều xa lìa hết. Vị Bồ Tát đó lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, khắp mưa xuống tất cả hương hoa anh lạc, y phục tràng lọng, hết thảy tất cả các đồ trang nghiêm như vậy đều dâng lên cúng dường Đức Phật. Ngài lại tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà hiện sắc thân của Ngài khắp trong tất cả các cung điện, khiến cho họ thấy được Ngài đều sinh tâm hoan hỷ. Sau đó Bồ Tát Chánh Thú đi đến chỗ đạo tràng Bồ Tát Quán Tự Tại. Lúc đó Bồ Tát Quán Tự Tại bảo Thiện Tài rằng: Thiện Nam Tử, người có thấy Bồ Tát Chánh Thú đến hội này chăng? Thiện Tài bạch rằng: Dạ, con đã nhìn thấy. Bồ Tát Quán Tự Tại nói rằng: Thiện Nam Tử, người hãy đi đến đó thưa hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Ngài sẽ vì ngươi mà diễn nói.